Dạ vâng, em xin chào cả nhà yêu bông trang, cũng như là ông bà cô chú, anh chị và các bạn trên kênh YouTube Hoa Kiện Kim Trang đang theo dõi em trong thời gian qua. Thì hôm nay em xin phép được giới thiệu đến ông bà cô chú, anh chị và các bạn cái lô bông trang một cốt màu cam, màu vàng nghệ và màu tím sen. Tất cả đều là một cốt hết nha ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Đây là màu cam, màu cà rốt, thân một cốt ạ. Dạ, đây là màu vàng nghệ, một cốt hết ạ. Dạ, tiếp theo là màu tím sen. Tất cả đều là một cốt. Tán là tán tròn nha, nha ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Đây, em để máy xa để cả nhà thấy cái dáng ạ. Cái dáng là cái tàn tròn bông. Đây là màu tím sen, cao là từ 4 cho đến 5 tấc ạ, hơn 2 gang tay ạ. Cây này là tầm 4 tấc rưỡi, 5 tấc. Em để xa xa ở dưới để cả nhà xem. Đây ạ. Đây thì được một cặp ạ. Được một cặp luôn ạ. Ở phía bên đây là trang vàng. Rồi. Rồi, em xin cảm ơn ạ. Hẹn gặp lại ông bà cô chú, anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Hôm nay em bán cái lô một cốt màu cà rốt, màu vàng nghệ với màu tím sen.